Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Airdrop nhận được 3 đồng token Genstron. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 9.600.000 đồng Gen, và có 330 tài khoản holder và đã phát sinh 699 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim Airdrop cho nhất cho mình. Nếu truy cập website được mình phần dưới mô tả không gian nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn kèm theo cho mình nhé. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của bạn để các bác chưa lấy này vào lét nha. Các bạn thêm địa chỉ đất cần nào vào ví giúp mình. Ký hiệu gan, số tập phân đề tảng. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm tập cần. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập cần vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link ví gọi đây để nhận tập cần. Các bạn nhập vào đây BSC scan để lấy cái contract nhé. Đấy, các bạn kéo xuống phần dưới này giúp mình, cứ kéo xuống phần dưới này thôi nhé. Đấy, rồi vào phần đen đen đây. Thì chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 9:55 ngày nữa nhé. Các bạn còn làm thì các bạn nhấp phần này, mua thì nhấp phần này nhé. Rồi các bạn nhận, các bạn nhấp vào làm này. Rồi đây có kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nha. Ví ra là 0.0000 sắp 5 BDB, các bạn nhấp xác nhận tiếp mục. Rồi giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nha, để cập nhật những dự án biến phí phần thẳng token mới nhất trên mạng Valley Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đầu. Sau đây còn nhiều sàn nổi tiếng khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 3 đồng token Gen. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.